Sữa ông chúa có những lợi ích gì? Những ai nên uống sữa ông chúa? Và sản phẩm sữa ông chúa nào tốt nhất hiện nay? Uống sữa ông chúa lâu dài có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không? Tất cả những vấn đề trên sẽ được Khoa Beauty chia sẻ từ cụ thể trong video ngày hôm nay. Nhắc đến những loại thực phẩm chức năng làm đẹp da thì không thể không nhắc đến sữa ông chúa. Sữa ông chúa thì nó không chỉ là một loại thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe, mà nó còn là một loại thực phẩm giúp cho chị em có được một làn da rất là đẹp, nói không với sạm, nám, tàn nhang. Ở đây thì Hoa Beauty đang có một cái sản phẩm rất là nổi tiếng, đấy là sữa ông chúa Healthy Care của Royal Lady. Cụ thể trong một cái viên sữa ông chúa như thế này, tức là trong một cái sản phẩm sữa ông chúa như thế này thì mọi người sẽ nhận được rất là nhiều giá trị. Và sau đây Hoa Beauty sẽ kể ra cho mọi người thấy những cái giá trị của sữa ông chúa mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Công dụng đầu tiên đó là sữa ông chúa giảm mỡ máu, từ đó giảm đi nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Và ngoài ra thì sản phẩm này nó còn hỗ trợ trong cái việc điều trị bệnh xơ vữa động mạch, ngăn ngừa bệnh đột quỵ tim, ngăn ngừa những cái cơn đau thắt ngực. Đặc biệt là cái sản phẩm này cực kỳ tốt cho những người bị cao huyết áp hoặc là bị tiểu đường. Đối với mắt thì sữa ông chúa, hoặc nói chính xác ra là cái viên sữa ông chúa của Healthy Care thì nó sẽ có tác dụng là tăng thị lực sáng mắt, giúp điều trị bệnh lý khô mắt và hạn chế tình trạng nhức mỏi mắt đối với những người mà ngồi máy tính lâu hoặc là có các bệnh về mắt ý. Sử dụng cái viên sữa ông chúa của Royal Lady của Healthy Care như thế này, nó sẽ giảm được cái tình trạng khô mắt, mỏi mắt và làm cho mắt của mọi người được tinh nhanh hơn. Và nhất là đối với những bệnh nhân mà đang phải gặp cả vấn đề như là đang bị bệnh ung thư, phải hóa trị, xạ trị, thì khi uống cái sản phẩm sữa ông chúa, nói chung là khi uống những cái sản phẩm sữa ông chúa như thế này thì sẽ giảm cái tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Ngoài ra thì sữa ông chúa nó còn rất là tốt đối với những bệnh nhân mà có sức đề kháng kém, bởi vì nó có thể tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các loại virus, vi khuẩn. Cho nên là những người mà có sức đề kháng kém thì nên sử dụng cái sữa ông chúa này để mà tăng cường sức đề kháng ạ. Và đối với chị em phụ nữ trong cái giai đoạn mà tiền mãn kinh ấy, thì khi uống sữa ông chúa thì nó hỗ trợ điều trị nội tiết rất là tốt, điều trị các triệu chứng tiền mãn kinh, giảm căng thẳng, giảm stress. Và trong cái viên sữa ông chúa như thế này nó có chứa rất là nhiều dưỡng chất, nhiều các loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Vì thế nên nó có tác dụng rất là tốt cho cái việc mà bồi bổ sức khỏe, tăng tuổi thọ, nên nó rất cần thiết cho những người già mà bị ốm yếu, bị gầy gò, bị suy nhược. Và nhất là đối với những người mà bị mất ngủ trầm trọng, mất ngủ kinh niên ấy, thì khi uống cái sản phẩm sữa ông chúa như thế này thì sẽ giúp cho mọi người ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Cái điều này không phải là bên em nói quá lên cho mọi người đâu ạ, mà nó đã được rất là nhiều khách hàng phản hồi lại rồi. Và cái thực tế thì rất là nhiều khách hàng khi mà người ta bị mất ngủ, bị khó ngủ ấy, thì khi uống cái sữa ông chúa này vào thì cảm thấy ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Và sau khi ngủ dậy không còn bị mệt mỏi nữa, và họ cai luôn được thuốc ngủ, tức là không phải sử dụng thuốc ngủ nữa, nhưng mà vẫn ngủ ngon hơn và không còn bị đau đầu, không còn bị stress hay mệt mỏi nữa. Bên cạnh những cái hiệu quả đối với sức khỏe thì cái sản phẩm sữa ông chúa Healthy Care Royal Lady này, sản phẩm này rất là tốt cho cái việc mà trẻ hóa da, giúp da của mọi người được đẹp hơn, không có bị lão hóa, làm mờ nếp nhăn, giảm đi nếp chân chim và xóa mờ vết nám, sạm, tàn nhang, giúp trị mụn, làm mờ thâm mụn, tái tạo phục hồi da. Vậy thì những ai nên uống sữa ông chúa ạ? Đối tượng tốt nhất nên uống sữa ông chúa đấy là từ 18 tuổi trở lên. 18 tuổi trở lên là đã có thể uống được sữa ông chúa để làm đẹp và để bồi bổ cho sức khỏe rồi ạ. Vậy thì những ai không nên uống sữa ông chúa ạ? Những người mà có tiền sử dị ứng với phấn hoa, mật ong thì không nên sử dụng sữa ông chúa. Hoặc là những người đang bị tiêu chảy vì rối loạn tiêu hóa, hoặc là đang trong thời gian mang thai thì khi uống cũng phải nên hỏi ý kiến của bác sĩ ạ. Thực tế thì hiện nay thị trường có vô vàn các sản phẩm sữa ông chúa, có rất là nhiều thương hiệu sữa ông chúa khác nhau. Khi mọi người gõ trên mạng ra ấy, thì mọi người sẽ nhận được rất là nhiều kết quả. Không chỉ mình cái dòng sữa ông chúa của Royal Jelly nào đâu, mà có thêm sữa ông chúa của Cotta Royal Jelly, nhưng mà của Cotta đây là một thương hiệu khác mọi người nhé. Cái mẫu này cũng là một cái sản phẩm đến từ Australia, tức là Úc đấy ạ. Về cái hàm lượng cái sản phẩm Royal Jelly của Cotta này thì ở đây hãng có công bố là 1610mg sữa ông chúa tươi. Đây cũng là một cái mẫu sữa ông chúa cũng khá là nổi tiếng ở Úc. Ngoài cái thương hiệu Healthy Care Royal Jelly này thì sữa ông chúa của Cotta cũng khá là nổi tiếng. Sữa ông chúa thì rất là nhiều dòng, ngoài hai cái sản phẩm này thì còn có thêm rất là nhiều những cái sản phẩm khác. Nhưng mà thực tế thì chỉ có một số những cái dòng mà đạt đủ tiêu chuẩn và có nguồn gốc từ sữa ông chúa tươi được mọi người phản hồi tích cực. Và để nói nếu như mà so sánh hai cái sản phẩm này so với những cái dòng sữa ông chúa khác thì bên em cảm thấy là đối với cái dòng sữa ông chúa của Healthy Care được đón nhận nhiều hơn. Tức là mọi người khen về cái hiệu quả, về công dụng của nó nhiều hơn và cái giá thành của nó cũng khá là rẻ.
Còn đối với cái mẫu sữa ông chúa của Costa này thì hiện tại cũng đang là một trong những cái sản phẩm bán cũng khá là ổn trên thị trường. Thế nhưng để mà nói về chất lượng thì bên em thấy là cái sản phẩm Healthy Care được khách hàng, được các chị em đón nhận và yêu thích nhiều hơn là cái mẫu sữa ông chúa của Costa. Tuy rằng giá thành của hai cái sản phẩm này nó tương đương với nhau đấy ạ. Sữa ông chúa của Healthy Care thì nó có một cái ưu điểm, đó là giá cả của nó khá là bình dân. Tuy rằng nó không phải là cái sản phẩm sữa ông chúa cao cấp nhất, thế nhưng xét về chất lượng và về giá thành thì nó cũng xứng đáng là một trong những cái dòng sữa ông chúa tốt nhất đáng được chị em bỏ túi dùng. So với cái giá như thế này, tầm tiền dưới 1 triệu thì mọi người dùng sữa ông chúa của Healthy Care là ổn nhất, là chuẩn nhất rồi ạ. Ngoài cái dòng Healthy Care này thì sẽ có một số những cái dòng sữa ông chúa nó cao cấp hơn một chút. Bởi vì là ngoài sữa ông chúa ra thì nó còn trộn thêm hoặc là mix thêm những cái thành phần khác. Mỗi một dòng sữa ông chúa ấy, thì nó sẽ cho thêm một cái thành phần khác nhau, vì thế nên nó sẽ cho những cái hiệu quả khác nhau. Có những cái sản phẩm sữa ông chúa thì nó lại thiên về chăm sóc sức khỏe, nhưng mà có những cái sản phẩm sữa ông chúa thì nó lại thiên về làm đẹp da. Nhưng mà để mà nói đa dạng hơn về cả sức khỏe và về da thì mọi người hay chọn cái dòng sữa ông chúa của Healthy Care. Có rất là nhiều người hỏi bên em là uống sữa ông chúa lâu dài thì có bị ảnh hưởng tới sức khỏe hay không. Câu trả lời của em đó là không, không bao giờ, mà ngược lại uống sữa ông chúa còn rất là tốt, rất là cần thiết cho sức khỏe và cho cái việc chống lão hóa cho da đấy ạ. Nếu như có điều kiện thì mọi người có thể uống sữa ông chúa uống quanh năm luôn, và uống với cái hàm lượng một ngày là 2000mg, như vậy là đã đủ rồi đấy ạ. Cụ thể hơn đối với dòng sữa ông chúa của Royal Jelly này thì trong hai viên sẽ có 1000mg sữa ông chúa, thì mọi người có thể uống tối đa cái viên sữa ông chúa này một ngày 4 viên. Khi uống sữa ông chúa thì mọi người có thể uống kèm theo những cái dạng thực phẩm chức năng khác, ví dụ như là collagen, vitamin E hoặc là nhau the kiều hoặc là vitamin C, cũng rất là tốt cho sức khỏe và cho việc làm đẹp luôn ạ. Cái vấn đề nó hơi ngoài lề một chút xíu, đó là khi chọn sữa ông chúa thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người chọn cái sản phẩm sữa ông chúa chất lượng, sữa ông chúa chuẩn ý. Thì khi mà chọn sữa ông chúa chuẩn ý, thì mọi người lưu ý giúp em nhìn cái viên sữa ông chúa ạ. Thì nhìn vào sẽ thấy có cái màu nó hơi vàng vàng đục một chút xíu thôi, nhưng mà nó sẽ có màu sáng trong, chứ nó không phải là cái màu vàng đậm hẳn hoặc là cái màu vàng mà hơi nâu nâu đâu. Nếu như mà mọi người mua sữa ông chúa thấy cái viên thuốc của nó mà có màu vàng nâu hoặc là vàng đậm hoặc là màu đen ý, thì chứng tỏ cái sản phẩm đấy đã bị hết đát. Và khi cắn sữa ông chúa ra thì mọi người sẽ cảm thấy có cái vị hơi chua chua một chút xíu, nó hơi lợ lợ, và khi mà ngậm trong miệng thì nó sẽ tan ngay. Còn đối với những cái sản phẩm hàng giả thì nó sẽ không có cái cảm giác đó, hoặc là nếu như mà hàng bị hỏng ấy, thì nó sẽ có cái vị chua và vị thiêu thiêu. Dạ vâng ạ, bên Hoa vừa chia sẻ cho mọi người tất cả những cái vấn đề liên quan đến sữa ông chúa. Và em hy vọng rằng sau khi xem video này thì mọi người sẽ hiểu được những giá trị to lớn mà sữa ông chúa mang lại cho chúng ta. Mà đương nhiên là muốn mua được hàng chuẩn thì mọi người sẽ phải chọn những cái nơi bán hàng uy tín để mua, đúng không ạ? Nếu như mà mọi người cần tư vấn về các sản phẩm sữa ông chúa chính hãng hoặc là các sản phẩm thực phẩm chức năng làm đẹp da khác, ví dụ như là collagen, nhau the kiều, viên uống làm trắng da, vitamin E, vitamin C, omega vân vân, rất là nhiều cái sản phẩm thực phẩm chức năng khác, bên em xin cam kết tất cả những cái sản phẩm mà bên em phân phối đều là hàng chuẩn, hàng chính hãng 100%, bên em có bảo hành cho mọi người ạ. Mọi người có thể liên hệ bên em qua số điện thoại 0985 22 900 để được tư vấn cụ thể nhé. Và nếu như mà mọi người cần tham khảo các sản phẩm làm đẹp chính hãng thì mọi người có thể truy cập vào website hoabeauty.vn. Và nếu như mà yêu thích bên em thì mọi người đừng quên ấn like video, ấn share video và ấn theo dõi kênh của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.